Như Xuân Nghĩa đã nói, thời điểm này nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh háo hức ra đường, ghé chợ truyền thống tìm cảm giác xưa. Vì thế người dân trước khi đến chợ, siêu thị phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và có mã QR thể hiện lịch tiêm chủng hoặc dùng sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng BC Covid chính thức hoạt động. Vâng, hiện tại thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 15 trên 234 chợ truyền thống đang hoạt động. Trong vài ngày tới, các quận huyện ở địa phương này sẽ có thêm phương án mở thêm chợ hoạt động trên địa bàn. Khi nguồn hàng về thành phố nhiều hơn, giá cả sẽ giảm xuống. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chợ siêu thị phải đăng ký mã QR tại địa chỉ antoancovid.tbhcm.gov.vn. Giờ đến ngày 8 tháng 10, các cơ quan này phải thực hiện quét mã với toàn bộ người đến công tác, làm việc. Người dân trước khi đến chợ, siêu thị phải khai báo di chuyển trên ứng dụng vneid và có mã QR thể hiện lịch tiêm chủng hoặc dùng sở sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng BC COVID chính thức hoạt động. Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 15 trong tổng số 234 chợ truyền thống đang hoạt động. Riêng với siêu thị, hiện có 106 siêu thị hoạt động, 3.101 cửa hàng trong hôm nay có 5 cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại. Dự việc giá cả hàng hóa trong thời gian tới có thể sẽ giảm khi nguồn hàng về thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn. Lượng hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tăng khoảng 0,3%, trong đó hệ thống phân phối hiện đại là 1950 tấn, doanh nghiệp bình ổn hơn 3.500 tấn và chợ đầu mối hơn 800 tấn.